Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Mac News của Mac Channel. Sẽ có rất nhiều những thông tin thú vị xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Hãy cùng đến với tin tức đầu tiên. Các smartphone đều có xu hướng mỏng dần, gọn nhẹ, thanh lịch là những yếu tố mà các nhà sản xuất hướng tới để đáp ứng nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng. Nếu như các bạn cầm một chiếc điện thoại mỏng trên tay thì các bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời và sẽ càng mê mẩn hơn nếu như các bạn cầm smartphone mới nhất của Samsung. Sau hàng loạt thông tin bị rò rỉ thì Samsung mới đây đã công bố chiếc smartphone Android mới nhất của mình mang tên là Samsung Galaxy A8. Điều nổi bật của Samsung Galaxy A8 chính là độ mỏng của máy, chỉ 5,8mm ở điểm mỏng nhất. Với thành tích này, A8 cũng chính là smartphone mỏng nhất từ trước tới nay của công ty Hàn Quốc. Về cấu hình, Galaxy A8 sở hữu màn hình 5,7 inch Full HD, tấm nền Super AMOLED. Trong loạt điện thoại A-series của Samsung thì đây cũng là mẫu điện thoại có kích thước màn hình lớn nhất. Máy dùng chip Snapdragon 615 xung nhịp 1,5GHz, 2GB RAM và có hai phiên bản bộ nhớ trong là 16 và 32GB, có hỗ trợ thẻ micro SD. Samsung trang bị cho Galaxy A8 camera sau 16MP với cảm ứng ISOCELL, còn camera trước là 5MP có khẩu độ 1.9 giống trên Galaxy S6. Galaxy A8 được cài sẵn Android 5.1 Lollipop cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Hãng cũng trang bị cho mẫu điện thoại này cảm biến vân tay tích hợp ở nút Home. Hiện giá bán Galaxy A8 vẫn chưa được Samsung công bố. Acer Việt Nam vừa giới thiệu thêm bản 5 inch của chiếc điện thoại Zenfone 2 với giá 3.990.000 đồng. Bản 5 inch có tên mã ZE500CL, cùng cấu hình 5 inch 720B, chip Intel Atom 1,6GHz, 2GB RAM, camera 8MP, bộ nhớ trong 16GB kèm khe cắm thẻ nhớ micro SD. Máy có 3 màu đen xám than, trắng ngọc trai và đỏ cherry hiện đã được bán ra. Microsoft vừa nhận được một sàn chèm mới cho công nghệ cảm ứng 3D và công nghệ này được cho sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức trong vài năm tới. Công nghệ này cho phép thiết bị phát hiện ngón tay của người dùng ngay khi ngón tay đang ở phía trên màn hình và dựa vào đó để thực hiện tác vụ tương ứng. Sau McLaren, công nghệ cảm ứng 3D được cho là sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức trong các sản phẩm khác và được hỗ trợ sẵn trên Windows 10. Trước tình hình Microsoft khả năng sẽ giới thiệu 6 thiết bị Lumia mới vào cuối năm nay, thì chúng ta có thể kỳ vọng về một chiếc điện thoại đầu bảng sở hữu công nghệ này. Mẫu smartphone sản xuất theo từng năm của Google vừa lộ điểm đánh giá hiệu suất phần cứng kỷ lục trên AnTuTu, bỏ xa Samsung Galaxy S6. Dù chưa chính thức được giới thiệu, thế hệ tiếp theo của mẫu smartphone Google Nexus vừa lập kỷ lục bằng cú hạ bệ Galaxy S6 với số điểm đáng kinh ngạc 85.530. Hiện có nhiều nguồn tin cho rằng Nexus 2015 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 820, máy có thể do LG sản xuất và sẽ sớm ra mắt trong năm nay. Rất có thể Google Nexus 2015 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 820. Vào năm 2012, người ta có tin đồn rằng Apple sẽ chế tạo một chiếc iPhone sử dụng Liquid Metal. Tuy nhiên, mãi đến bây giờ thì điều đó vẫn chưa xảy ra và Liquid Metal chỉ được Apple sử dụng làm khay SIM. Và cuối cùng thì điều này cũng đã được một công ty có tên rất kêu biến thành sự thật. Turing Robotics Industry vừa tạo ra một chiếc điện thoại cứng hơn nhôm, thép và titan sử dụng bộ khung Liquid Metal. Họ gọi vật liệu này là Liquid Morpheum. Nếu các bạn sử dụng một lực thật sự lớn tác động lên thì nó sẽ gãy chứ không cong. Đồng thời, chiếc điện thoại này còn được phủ vật liệu ở cấp độ nano cả trong và ngoài, chính vì vậy nó có khả năng chống nước. Một điểm đặc biệt trên chiếc điện thoại này là Turing không dùng cổng micro USB mà nó dùng một cổng kết nối đặc biệt với 9 điểm tiếp xúc. Ngoài ra thì cảm biến vân tay của Turing được đặt ở cạnh bên sẽ tiện lợi hơn rất nhiều và đồng thời thì mỗi chiếc điện thoại Turing được tung ra sẽ có một đoạn mã đặc biệt trong đó và theo các nhà sản xuất thì gần như không thể bẻ khóa bởi các hacker. Bản tin Mac News ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Các bạn hãy like và subscribe để có được những thông tin thú vị trong các bản tin kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!